Mến chào quý phụ huynh và các con học sinh lớp 3. Các con thân mến, hôm nay chúng ta cùng cô đến với các câu hỏi bài tập ở trong cuốn sách Chinh phục nâng cao toán 3, ôn tập nâng cao 35 tuần học, được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa cánh diều nhé. Trong video này, cô trò chúng ta sẽ đến với các bài tập của tuần 15: góc vuông, góc không vuông, hình tam giác, hình tứ giác, chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác. Quan sát hình vẽ và trả lời các câu hỏi. Chúng ta cùng quan sát hình này. Câu 1. Bên trên có bao nhiêu góc vuông? Vậy để tìm được các góc vuông thì chúng ta làm sao ạ? Cô có một mẹo nhé. Vậy thì chúng ta sẽ cần có một chiếc thước. Các con hãy cầm thước kẻ của mình lên và tìm các góc cùng với cô nhé. Ở đây, chiếc thước kẻ. Đây sẽ chính là góc vuông của chiếc thước kẻ này, được chưa ạ? Vậy thì chúng ta sẽ cùng tìm các góc vuông như sau này. Ở đây cô thấy có một góc vuông này, một này. Tiếp theo, góc vuông thứ hai này, góc vuông thứ ba này, góc vuông thứ tư này và góc vuông thứ năm. Còn nữa không nhỉ? Cô sẽ tìm ở góc vuông hình tam giác này, góc vuông thứ sáu này, góc vuông thứ bảy này và cuối cùng góc vuông thứ tám. Như vậy là có tổng cộng 8 góc vuông của hình này. Cô khoanh vào đáp án A nhé. Câu 2. Hình trên có bao nhiêu hình tam giác? Để được đếm được các hình tam giác, chúng ta sẽ thực hiện là đánh số vào các hình nhỏ. Đầu tiên cô sẽ đánh số như sau. Hình 1, hình 2, hình 3 này, 4 và 5. Như vậy là cô đã đánh dấu các số vào hình rồi ạ. Sau đó chúng ta thực hiện đếm như sau. Cô sẽ liệt kê những hình tam giác nhé. Trước tiên thì sẽ có hình 2 là hình tam giác, hình 3, hình 4 và hình 5, được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ ghép hai hình nhỏ thành một hình tam giác to nhé. Là hình 2 và hình 3 cô ghép được thành một hình tam giác. Hình nào nữa không nhỉ? Chúng ta thử nhìn kỹ nhé. Như vậy là cô có 1, 2, 3, 4, 5 hình tam giác. Cô khoanh đáp án C, 5 hình. Chúng ta cùng đến với câu 3 nhé. Hình trên có bao nhiêu hình tứ giác? Vậy chúng ta cùng quay lại hình để đếm này. Chúng ta cùng đếm các hình tứ giác với cô nhé. Trước tiên hình, cô có hình 1 là hình tứ giác này. Hình được tạo bởi 4 cạnh, được chưa ạ? Hình thứ 2 sẽ là hình được tạo bởi 2 hình tam giác. Cô có các hình sau. Hình 3 và hình 4. Hình 4 và hình 5. Tiếp theo, hình được tạo bởi 3 hình nhỏ sẽ là hình 2, 3, 4. Còn không nhỉ? Bây giờ sẽ đến hình được tạo bởi 4 hình thành một hình tứ giác này. Đấy chính là hình 1, 2, 3, 4. Và hình cuối cùng sẽ là hình to nhất, đúng chưa ạ? Đây ạ. Hình được tạo bởi các hình ở trong sẽ là hình 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy là cô đã liệt kê được bao nhiêu hình ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hình. Vậy có 6 hình tứ giác. Cô khoanh vào đáp án A nhé. Chúng mình chuyển sang câu số 4. Hình dưới có. Vậy thì chúng ta cùng đếm xem là hình này sẽ có bao nhiêu hình tam giác và bao nhiêu hình tứ giác nhé. Vậy thì chúng ta cũng cần phải đánh số vào các hình như sau này. Chúng ta cùng liệt kê các hình với cô như sau này. Trước tiên là hình tam giác. Hình tam giác có những hình nào ạ? Cô nhìn thấy hình trước tiên là hình 3 và hình 4, hình 5 là các hình tam giác nhỏ này. Tiếp theo, cô sẽ ghép hai hình thành một hình tam giác. Cô có hình 4 và hình 5. Chúng ta tìm xem còn hình tam giác nào nữa không nhỉ? Như vậy là có 4 hình tam giác chúng ta tìm được. Vậy thì, cô thấy đáp án A này. Có 4 hình tam giác. Đáp án C có 4 hình tam giác. Như vậy cô loại đáp án B và đáp án D nhé. Vậy thì hình này sẽ có 7 hình tứ giác hay 6 hình tứ giác đây ạ? Chúng ta cùng đếm tiếp nào. Trước tiên là hình tứ giác đơn, có nghĩa là chỉ có một hình. Vậy ở đây cô có hình thứ nhất là hình 1, hình 2. Sau đó chúng ta sẽ đi tìm hình được ghép bởi hai hình nhỏ tạo thành một hình tứ giác. Có những hình nào đây ạ? Cô ghép hình 2 với hình 3 này, hình 3 với hình 4. Hết chưa nhỉ? Hình tứ giác được ghép bởi hai hình nhỏ
Chúng ta chuyển sang 3 hình nhé. Ghép 3 hình sẽ có hình nào đây ạ? À, cô có hình 2, 3, 4 tạo thành một hình tứ giác to đúng không ạ? Tiếp theo hình 3, 4, 5. Tiếp theo là hình tứ giác được ghép bởi 4 hình. Sẽ là hình nào đây ạ? 2, 3, 4, 5. Và hình cuối cùng sẽ là hình to nhất đúng không ạ? Hình được ghép bởi các hình 1, 2, 3, 4 và 5. Như vậy là hình Ben có 8 hình tứ giác. À, và cô kết luận là hình này có 4 hình tam giác và 8 hình tứ giác nhé. Chúng mình chuyển sang câu số 5. Chọn đáp án sai. Hình Ben có 9 góc vuông. Hình Ben có 7 hình tứ giác. Hình Ben có 5 góc không vuông. Và hình Ben có 3 hình tam giác. Vậy để biết được đâu là đáp án sai và đâu là đáp án đúng và thuận tiện hơn để chúng ta đếm hình, cô sẽ đặt tem cho các điểm của hình như sau. A, B, C, D, M, N, E và F nhé. Sau đó chúng ta cùng liệt kê các hình và các góc như sau này. Trước tiên thì chúng ta sẽ đi từng đáp án một. Đáp án A, hình bên có 9 góc vuông. Vậy thì chúng ta cùng liệt kê các góc vuông ra nhé. Để dễ dàng tìm được các góc vuông thì các con có thể dùng thước kẻ hoặc ê kê để phát hiện ra các góc vuông như sau này. Trước tiên cô có góc vuông. Nếu các con có ê kê thì chúng ta có thể dùng cái góc vuông của ê kê cũng được nhé. Hoặc chúng ta có thể dùng góc vuông của thước kẻ này như sau này. Trước tiên thì cô có góc vuông. Góc vuông đỉnh A, cạnh AB và AD. Tiếp theo này, cô sẽ có góc vuông đỉnh B, cạnh sẽ là BA và BF. Tiếp tục, góc vuông đỉnh D, cạnh DA và DC. Tiếp theo là góc vuông C, cạnh CF và CD. Góc vuông đỉnh M, cạnh MD và MN. Và góc vuông đỉnh N, cạnh NC và NM. Hết chưa nhỉ? À, cô còn thấy một góc vuông nữa, đấy chính là góc B này. Vừa nãy chúng ta có đỉnh B nhưng mà là cạnh BA và BF. Bây giờ chúng ta có góc vuông đỉnh B nhưng cạnh BA và BE. Tiếp theo chúng ta sẽ có góc vuông đỉnh D. Vừa nãy chúng ta cũng có đỉnh D nhưng mà cạnh DA và DC. Bây giờ cô sẽ có cạnh DM và DC nhé. Cuối cùng cô có góc vuông đỉnh C. Vừa nãy đỉnh C thì là cạnh CF và CD. Bây giờ cô sẽ có cạnh CN và CD nhé. Như vậy là cô đã liệt kê được bao nhiêu góc vuông ạ? Chúng ta đếm nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 góc vuông. Tiếp tục chúng ta sẽ thực hiện đi đếm hình tứ giác. Vậy đáp án A là đúng nhé. Hình tứ giác sẽ có những hình nào đây ạ? À, trước tiên cô có hình tứ giác đơn. Đấy chính là hình A, F, C, D. Hình tiếp theo sẽ là hình đơn D, C, N, M. Tiếp theo cô sẽ ghép hai hình nhỏ thành một hình lớn này. Cô có hình được ghép bởi hai hình tứ giác A, F, N, M. Hình tiếp theo sẽ là hình A, B, C, D và A, E, C, D. Tiếp theo là hình A, B, N, M. Và hình to nhất sẽ là hình A, E, N, M. Như vậy cô liệt kê được bao nhiêu hình tứ giác đây ạ? À, 7 hình tứ giác. Vậy đáp án B đúng. Đáp án C, hình bên có 5 góc không vuông. Vậy thì chúng ta cùng đi liệt kê các góc không vuông nhé. Sẽ có những góc đỉnh nào đây ạ? Cô có góc đỉnh A, cạnh AE và AB. Góc A cô còn cạnh nào nữa ạ? Góc đỉnh A cô còn cạnh nào nữa ạ? Cạnh AB và AF. Vẫn là góc đỉnh A, cạnh AE và AF. Tiếp theo chúng ta chuyển sang góc E nhé. Góc đỉnh E sẽ có cạnh nào đây ạ? Cạnh EA và EB. Tiếp theo góc đỉnh F thì có cạnh
F, B và FA. Vẫn là góc đỉnh F, cô có cạnh FA và FC. Như vậy là cô đã liệt kê được 6 góc không vuông ở trong hình này. Vậy thì 5 góc không vuông là đáp án sai. Cô khoanh vào C nhé. Và đáp án D, hình bên có 3 hình tam giác. 3 hình tam giác đấy chính là hình nào ạ? Hình A, EB này. Một hình này, A, B, F là hình thứ 2. Và ghép hai hình này vào là hình thứ 3. Hình A, E, F, được chưa ạ? Như vậy, đáp án C là đáp án sai duy nhất. Chúng ta chuyển sang câu số 6. Em hãy vẽ thêm một đoạn thẳng để hình vẽ dưới đây có 5 hình tam giác và 5 hình tứ giác. Vậy thì ở đây cô đã đếm được có 3 hình tam giác rồi. Vậy thì chúng ta vẽ thêm đoạn thẳng vào đâu mà chỉ được vẽ một đoạn thẳng để có thêm 2 hình tam giác nữa nhỉ? Chúng ta cùng thử vẽ đoạn thẳng ở đây nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đếm xem có bao nhiêu hình tam giác rồi nào. 1, 2, 3, 4 và hình to này sẽ là hình 5. À vậy có 5 hình tam giác rồi. Và 5 hình tứ giác thì sao ạ? Trước tiên thì cô sẽ có hình tứ giác đầu tiên là hình này, đúng chưa ạ? 1 này, che hình này đi thì sẽ là hình thứ 2 này, hình thứ 3 này, hình thứ 4 và hình to nhất sẽ là hình thứ 5. Như vậy đã đủ 5 hình tam giác, 5 hình tứ giác chưa ạ? À, như vậy cô vẽ một nét ở đây thôi nhá. Chúng ta chuyển sang câu số 7. Một hình tam giác có độ dài các cạnh là lần lượt là 12 dm, 23 dm, 35 dm. Vậy chu vi hình tam giác đó, à để tìm được chu vi của hình tam giác đó thì cô sẽ cộng 3 cạnh của hình tam giác đó. Theo đề bài thì 3 cạnh đó lần lượt là 12, 23 và 35. À, vậy thì cô sẽ có phép tính này. Chúng ta cùng thực hiện phép tính. Và kết quả sẽ là 70 dm, đúng chưa ạ? À, chúng ta nhìn thấy là 4 đáp án đều không có 70 dm. Đừng bạn nào nhầm khoanh vào đáp án C nhé. Đáp án C là 70 cm cơ. Vậy thì chúng ta sẽ cần phải đổi. Cô thấy 70 dm, cô đổi được thành 7 m. Vậy cô khoanh đáp án là A nhé, 7 m. Câu số 8. Cho hình tứ giác MNPQ có độ dài các cạnh lần lượt là 13 cm, 9 cm, 11 cm, 7 cm. Vậy chu vi của hình tứ giác MNPQ là? À, để tìm chu vi hình tứ giác thì chúng ta sẽ cộng độ dài của 4 cạnh. Vậy các cạnh lần lượt đề bài đã cho biết là 13 cm này, 9 cm này, 11 cm và 7 cm. Vậy kết quả của phép tính này sẽ bằng 40 cm. Chúng ta khoanh vào 40 cm. Ở các đáp án thì chúng ta không thấy có đáp án chúng ta vừa tìm được, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ đổi làm sao để có đáp án nhé. 40 cm cũng có thể đổi được thành decimet không ạ? À, bằng 4 decimet. Vậy thì đáp án A là đáp án chính xác. Cô khoanh vào A nhé. Câu 9. Người ta uốn một sợi dây thép dài 21 decimet thành một hình tam giác. Biết tổng độ dài của các cạnh thứ nhất, cạnh thứ hai là 13 decimet. Vậy độ dài cạnh thứ ba là? Chúng ta nhìn hình ảnh này. Ở đây là một sợi dây thép cứng, đúng không ạ? Và người ta uốn để tạo thành một hình tam giác có 3 cạnh. Vậy thì độ dài của đoạn dây thép chính là 21 decimet đấy ạ. Vậy tổng độ dài của cạnh thứ nhất, cạnh thứ hai là 13 decimet. Cạnh còn lại sẽ là độ dài còn lại. Vậy để tìm độ dài của cạnh thứ ba, cô có phép tính 21 trừ đi 13 và kết quả bằng 8. 8 này là 8 decimet, đúng chưa ạ? Chúng ta khoanh vào 8 decimet. Ở đáp án thì chúng ta không có 8 decimet. Nhưng mà sao ạ? Chúng ta sẽ đổi, đổi ra cm và được 80 cm. Cô khoanh đáp án A. Câu số 10. Cho tam giác ABC, biết BC dài 21 cm, cạnh AC dài 17 cm và độ dài cạnh AB bằng 1/3 độ dài cạnh BC. Vậy chu vi của tam giác ABC là? Để tính được chu vi của tam giác ABC thì cô sẽ cần phải biết độ dài của các cạnh.
cạnh AB, cạnh BC và cạnh AC. Theo đề bài thì cạnh BC và AC cô biết rồi. Còn cạnh AB thì bằng 1/3 cạnh BC. Vậy để tìm được cạnh AB, cô sẽ lấy cạnh BC là 21 cm chia cho 3. Chia cho 3, 21 chia 3 bằng 7. Như vậy cạnh AB sẽ bằng 7 gì ạ? cm. Khi này thì cô tiến hành tìm chu vi hình tam giác ABC bằng cách cô cộng độ dài của ba cạnh với nhau. 21 cộng 17 và cộng 7 nhé. Kết quả của phép tính này sẽ bằng 45 cm. Cô khoanh đáp án B. Câu 11. Cho hình tứ giác ABCD. Biết tổng độ dài hai cạnh AB và BC là 33 cm, ngắn hơn tổng độ dài hai cạnh còn lại là 9 cm. Vậy chu vi hình tứ giác đó là bao nhiêu? Theo đề bài thì tổng độ dài hai cạnh này bằng 33 cm, và 33 cm này ngắn hơn tổng độ dài hai cạnh còn lại. Vậy thì hai cạnh còn lại sẽ dài hơn, đúng không ạ? Hai cạnh còn lại sẽ dài hơn hai cạnh AB và BC là 9 cm. Vậy để tìm độ dài của hai cạnh còn lại, cô có phép tính 33 cộng với 9 bằng 42 cm. Như vậy độ dài của hai cạnh còn lại là 42 cm nhé. Vậy thì lúc này để tìm được chu vi của hình tứ giác ABCD, cô sẽ cộng tổng độ dài của hai cặp cạnh với nhau sẽ là 33 này cộng với 42 và bằng 75 cm. Như vậy cô sẽ khoanh vào đáp án D nhé. Câu số 12. Bác Năm có một mảnh vườn hình tứ giác. Biết độ dài cạnh thứ nhất, cạnh thứ hai và cạnh thứ ba của mảnh vườn đó lần lượt là 10m, 14m và 8m. Độ dài cạnh thứ tư gấp 2 lần độ dài cạnh thứ ba. Bác Năm muốn dùng lưới để rào xung quanh mảnh vườn. Hỏi bác Năm cần bao nhiêu mét lưới để rào hết mảnh vườn đó? Vậy thì để tìm được là bác cần dùng bao nhiêu mét lưới để rào xung quanh cái vườn đó, đúng không ạ? Chính là chúng ta cần phải đi tìm chu vi của mảnh vườn đó, đúng chưa ạ? Vậy để tìm được chu vi mảnh vườn đó, cô cần phải đi tìm độ dài lần lượt của bốn cạnh. Theo đề bài thì chúng ta biết được ba cạnh là 10 này, 14 và 8 mét, đúng chưa ạ? Vậy cạnh thứ tư gấp 2 lần độ dài cạnh thứ ba. Cạnh thứ ba sẽ chính là 8 mét đây ạ. Vậy thì để tìm độ dài cạnh thứ tư, cô sử dụng phép tính 8 nhân 2 bằng 16 mét. Như vậy độ dài của cạnh thứ tư sẽ là 16 mét. Vậy thì khi này cô sẽ đi tìm chu vi của khu vườn, cũng như là bác Năm cần bao nhiêu mét lưới để rào mảnh vườn đó như sau. Phép tính 10 cộng 14 cộng 8 và cộng 16 bằng 48 mét. Như vậy cô khoanh vào đáp án B nhé, 48 mét. Như vậy là bác Năm cần phải dùng 48 mét lưới để rào hết cái mảnh vườn đó. Và đây cũng là câu cuối cùng của tuần này rồi. Như vậy cô đã hướng dẫn các con hoàn thành xong các câu hỏi của tuần 15 và hẹn gặp lại các con ở những video chữa bài tập của tuần tiếp theo nhé.